là Châu Lập Thể từng là đại tá trong lực lượng vệ binh quốc gia của tiểu bang Virginia ở Đông Bắc Hoa Kỳ và đã được thăng hàm cấp tướng năm ngoái. Tôi luôn nỗ lực làm việc hết sức mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại trở thành một vị tướng. Đó là một trải nghiệm đáng nhớ, rất hứng thú, nhưng đồng thời cũng lo lắng vì có nhiều sự kỳ vọng. Hy vọng là tôi sẽ làm việc tốt không chỉ cho đất nước mà còn cho cả cộng đồng. Tướng Châu Lập Thể nói như vậy. Ông cho biết rằng bản thân ông cũng không thể ngờ được mình lại nhận được cái vinh dự này. Ông nói thêm, tôi luôn nỗ lực làm việc hết sức mỗi ngày để hoàn thành nhiệm vụ và còn làm tốt hơn thế nữa. Trước ông Thể, năm 2014, Đại tá Lục quân Hoa Kỳ Lương Xuân Việt đã được thăng hàm chuẩn tướng, trở thành quân nhân Mỹ gốc Việt đầu tiên có cấp bậc cao nhất. Cả hai vị tướng gốc Việt này từng là thuyền nhân và được nước Mỹ nhận làm người tị nạn sau khi rời Việt Nam. Ông Thể sinh năm 1962 tại Việt Nam, trong một gia đình gốc Hoa, và thân phụ của ông từng là một thủy thủ trong đội hải vận của Việt Nam Cộng Hòa. Khi ông lên 2 tuổi, cha ông hy sinh, bỏ lại mẹ ông và 6 người con. Khi mới 11 tuổi, ông đã phải đi làm trong một nhà máy để phụ mẹ kiếm sống. Lúc 18 tuổi, ông cùng người thân vượt biên sang Mỹ bằng thuyền. Chúng tôi rời Long An tháng 5 năm 1979 và mất 5 ngày mới tới được Indonesia. Cũng như từng bị hải quân Indonesia bắn phía trước tàu, ngăn cản tàu không được cập bến, ông kể lại. Lúc đó chúng tôi hết sức tuyệt vọng, không đồ ăn, nước uống trong 5 ngày mà trên boong lại có trẻ nhỏ gần như chết đói, nên cả tàu cứ cố tiến vào bờ. Hải quân Indonesia sau đó buộc phải đàm phán với chúng tôi và chúng tôi có gì, nhẫn cưới hay đồng hồ thì cho hết họ để được lên bờ. Một năm sau, ông được phép sang Hoa Kỳ và sau đó đã được cặp vợ chồng người Mỹ John và Andre Flora nhận làm con nuôi. Được hỏi lý do gia nhập quân ngũ liệu có phải là để trả ơn nước Mỹ hay không, vị chuẩn tướng nói rằng chắc là vậy, đó là lý do số 1, ta phải trả ơn đất nước đã cho chúng ta cơ hội thứ hai trong cuộc đời. Tôi đã trải qua thời kỳ khốn khó nên tôi hiểu rằng khi ai đó cứu ta có thể nói là từ địa ngục. Suy nghĩ thường trực trong đầu tôi đó là phải trả ơn, và không có cách nào tốt hơn khi ta mặc quân phục. Ngoài ra, vị tướng này còn chưa biết rằng ông nhập ngũ cùng là để trải nghiệm tinh thần đồng đội, cũng như là để tri ân cha ruột mình, cũng như những người nhận nuôi ông ở Mỹ, cùng là gia đình quân nhân yêu nước. Ta phải trả ơn đất nước đã cho chúng ta cơ hội thứ hai trong cuộc đời. Tôi đã trải qua cái thời kỳ thật là khốn khó. Trong buổi lễ thăng chức năm ngoái, ông Thể dùng tiếng Việt để gửi lời cảm ơn các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Tôi chân thành cảm kích và lấy làm vinh hạnh với sự hiện diện của quý vị trong buổi lễ ngày hôm nay, đặc biệt đối với các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi xin thành thật có vài lời để tri ân họ về sự hy sinh cao cả và chiến đấu dũng cảm, bất khuất và kiên cường để bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ, cũng như là duy trì an ninh cho toàn dân trong suốt 20 năm. Và đồng thời tôi xin nêu lên niềm cảm phục của tôi và bao năm chịu đựng lưu đày khổ sai khốn khổ và ly tán của các cựu chiến sĩ cũng như gia đình của họ. Ông Thể được phong hàm sĩ quan lục quân năm 1987, trường võ bị quân sự Virginia năm 2011. Ông nhận bằng cao học và nghiên cứu chiến lược tại Đại học Chiến tranh Lục quân ở tiểu bang Virginia. Ông từng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ở nước ngoài tại Bosnia và Afghanistan. Với các thành tích trên, ông Thể từng được trao giải thưởng và lãnh đạo đặt theo tên của tướng Douglas MacArthur. Sau 20 năm, tất cả các thành viên trong gia đình ông Thể giờ đã đoàn tụ và hiện sinh sống trên khắp Hoa Kỳ. Khi được hỏi về ý nghĩa của giấc mơ Mỹ đối với mình, ông Thể chia sẻ: một trong những điều tốt đẹp ở Mỹ đó là chúng ta có cơ hội dành cho tất cả mọi người mà tự do đem lại. Cơ hội ở đất nước này không bao giờ hết, và nếu ta sẵn lòng gắng sức làm việc vì bất kỳ công việc nào, ta sẽ thành công. Giấc mơ Mỹ mà tôi đã trải qua đều gắn với các cơ hội và nỗ lực hết mình. Một trong những điều tốt đẹp ở Mỹ đó là chúng ta có cơ hội dành cho tất cả mọi người mà tự do đem lại. Cơ hội ở đất nước này không bao giờ hết, và nếu sẵn lòng thì chúng ta sẽ chắc chắn thành công trong tương lai. Tướng Lập Thể cũng không quên gửi lời nhắn nhủ tới những thanh niên Mỹ gốc Việt muốn gia nhập quân ngũ: bạn sẽ làm một việc cao cả hơn bản thân mình và thuộc về một tổ chức được người dân Mỹ hết sức là tôn trọng.
Với những người trẻ muốn gia nhập quân ngũ, tôi khuyến khích các em đi theo con đường đó. Theo các nhà quan sát, việc ông thể trở thành chuẩn tướng trong vệ binh quốc gia là điều hiếm, vì số quân nhân gốc Việt trong lực lượng này không nhiều như trong các binh chủng khác của lục quân hay là hải quân. Vệ binh quốc gia là lực lượng dự bị của lục quân Hoa Kỳ với kinh phí hoạt động chính từ các tiểu bang trên nước Mỹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo.